Thưa quý vị và các bạn, ươm mầm cho thể thao thành tích cao, việc phát hiện và bồi dưỡng vận động viên năng khiếu luôn được ngành thể thao tỉnh Lào Cai đặc biệt quan tâm. Tại đội tuyển cầu lông năng khiếu tỉnh, đang có một số tài vật nổi bật được kỳ vọng sẽ mang về nhiều thành tích cao tại các giải đấu lớn. Tốc độ, sải chân dài, khả năng quan sát nhạy bén cùng nền tảng thể lực tốt là những lợi thế rất lớn của Lê Cát Tường Vi, vận động viên đội tuyển cầu lông năng khiếu, trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh. Với những tố chất sẵn có cộng với 3 năm luyện tập miệt mài, Tường Vi đã giành được những thành tích đầu tiên, nổi bật là tấm huy chương bạc U11 đôi nữ giải cầu lông các nhóm tuổi thiếu niên quốc gia năm 2022. Mục tiêu của chúng em là có thể tiếp cận được giải trẻ và giải vô địch quốc gia và có huy chương trong hai giải đó ạ. Còn với Vũ Thành Đạt, ngay trong lần đầu được tham gia thi đấu chính thức tại giải cầu lông các nhóm tuổi thiếu niên quốc gia năm 2023, em đã gây bất ngờ khi mang về tấm huy chương đồng đôi nam U11. Người thần tượng của em trong môn cầu lông là Victor Axelsen ạ. Chú ấy có một đôi chân dài, đánh cầu tốt và hay được huy chương ạ. Trong những buổi giờ em luôn cố gắng tập trung để hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất của huấn luyện viên đưa ra. Đội tuyển cầu lông năng khiếu tỉnh Lào Cai có 19 vận động viên ở độ tuổi từ 8 đến 13. Việc có nhiều vận động viên đạt huy chương tại các giải trẻ quốc gia thời gian gần đây cho thấy hướng đi đúng trong tuyển chọn đào tạo tài năng trẻ của thể thao Lào Cai. Đối với vận động viên của cầu lông năng khiếu của tỉnh Lào Cai thì về mặt kỹ thuật và chiến thuật thì đã rất là tốt, được ban huấn luyện địa phương cũng như là ban huấn luyện của đội tuyển quốc gia đánh giá rất là cao. Trong thời gian tới thì nếu mà có sự đầu tư tốt và cùng với các vận động viên cùng nỗ lực thì sẽ có đạt thành tích rất là tốt trong những cái giải của trong nước. Với những thành tích đã giành được, lứa vận động viên cầu lông năng khiếu đang từng bước khẳng định được tài năng của mình. Việc đầu tư hỗ trợ một cách bài bản là rất cần thiết, giúp các em phát huy được hết năng lực của mình tại những sân chơi lớn hơn trong tương lai.